một số cách nói đồng nghĩa với try my best. Trong tiếng Anh có rất nhiều cách nói đồng nghĩa với từ cụm từ try my best. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cách nói mới hay hơn nha. Cái đó đầu tiên là bend over backwards. Đây là một cụm thành ngữ để nói về một sự ghi nhận các nỗ lực một cách tích cực. Thường được dùng để mô tả những cái nỗ lực để giúp đỡ hay là làm hài lòng một ai đó. Ví dụ mình nói là she bent over backwards to get us tickets for the concert. Cô ấy nỗ lực bằng mọi cách để mua vé xem buổi hòa nhạc cho chúng tôi. She bent over backwards to get us tickets for the concert. Hoặc là mình nói là my boss bent over backwards to help new employees. Sếp của tôi tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nhân viên mới. My boss bent over backwards to help new employees. Hoặc mình nói là dad bent over backwards so as not to embarrass Marina's new boyfriend. Bố cố gắng để không làm bạn trai mới của Marina cảm thấy khó xử. Ngoài ra chúng ta có thể dùng cụm từ là do one's best, cũng có nghĩa là cũng mang nghĩa là cố gắng nỗ lực hết mình, và có nghĩa tương tự với lại cụm từ là try my best. Ví dụ mình nói là I did my best to be there on time. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể đến đúng giờ. Nghe không, mình nói là I will do my best to study English because I want to make my parents happy. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để học tiếng Anh bởi vì là tôi muốn làm cho ba mẹ tôi vui vẻ, hài lòng.